Xin chào tất cả các bạn, mình là Thùy Uyên và hôm nay thì Uyên sẽ làm một video hướng dẫn cho các bạn cách để tách một cái sản phẩm mà được tạo bởi thủy tinh á, có nghĩa là nhựa hoặc là bằng thủy tinh luôn thì nó nó trong suốt cho nên là có rất là nhiều bạn không có tách những cái sản phẩm đó ra khỏi nền được. Và bạn gửi hình cũng như là email hỏi Uyên cách để có thể tách những cái hình đó ra. Thì hôm nay với video này Uyên sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể tách những cái hình như vậy ra khỏi nền làm sao đó nhanh và dễ nhất nha. Chúng ta cùng bắt đầu ha. Ở đây thì Uyên có cái tấm hình này do anh Võ Hiếu Long gửi cho Uyên. Thì anh có một cái trang web bán những cái dụng cụ học sinh á. Thì đây cũng là một trong những cái hình ảnh mà anh chụp sản phẩm mà mình bán, sau đó là gửi lại cho Uyên để nhờ Uyên hướng dẫn tách cái hình này ra. Thì ở đây do cái hình này nó là file file raw cho nên là khi mà Uyên mở vào trong Photoshop thì mặc định nó sẽ mở trong cái camera raw như thế này. Và với cái camera raw này Uyên cũng sẽ hướng dẫn sơ qua cho các bạn cách để có thể cân chỉnh lại ánh sáng của cái hình sao cho nó đúng ánh sáng ha. Thì bạn sẽ nhìn thấy ở cái góc bên phải phía trên này, chúng ta có cái biểu đồ histogram thì với cái biểu đồ này, cái cạnh mà ở bên trái này, bạn sẽ thấy nó có một cái đường gạch màu trắng, thì nó nằm ở cái khúc phạm vi chỗ này. Và bạn thấy là nó còn dư ra một khoảng nữa, nó mới chạm vào với lại cái mốc của cái biểu đồ histogram này. Thì đây là cái vùng tối của hình. Nghĩa là khi mà các bạn có cái vùng màu trắng này nó chạm vào với cái cạnh bên trái của cái góc này luôn, thì nó sẽ làm cho hình của chúng ta đúng tối. Có nghĩa là cái phạm vi vùng tối nó chính xác hơn thì để hiệu chỉnh cái thanh này ha các bạn sẽ kéo cái thanh black này khi mà chúng ta kéo cái thanh black này qua bên trái bạn sẽ thấy là cái gạch màu trắng đó nó thay đổi ha nó lấn dần qua thì bạn sẽ thấy là khi mà nó càng lấn dần qua như thế này nè nếu mà cái tam giác ở trên này nó hiện màu đỏ có nghĩa là hình của chúng ta đã bị dư tối rồi có nghĩa là nó bị bị cháy thì lúc này các bạn sẽ giảm lại ha bạn sẽ giảm lại làm sao đó cho nó mất cái màu đỏ đi và bạn sẽ thấy là cái màu trắng á nó vừa chạm vào với cái cạnh bên trái này thì bạn để lại thì đó là cái bước đầu tiên để cho các bạn có thể cân chỉnh cái vùng tối của hình tiếp theo nữa ha thì chúng ta sẽ cân chỉnh cái vùng sáng thì với cái vùng sáng các bạn sẽ kéo cái thanh white này bạn sẽ kéo ngược lại ha kéo về bên phải khi mà chúng ta kéo quá bạn sẽ thấy là cái tam giác góc bên phải này nó trắng lên có nghĩa là nó báo cho chúng ta biết là hình của chúng ta đang bị cháy cháy sáng thì lúc đó hai bạn sẽ giảm lại đến một cái mức mà bạn sẽ thấy là cái tam giác nó cũng vẫn còn giữ màu đen, nó không có chuyển thành màu trắng rồi. Đến đây thì chúng ta cũng tạm ổn ha, là mình đúng được cái vùng sáng, vùng tối đó. Ngoài ra thì nếu bạn muốn dư sáng hơn một chút thì bạn sẽ tăng cái exposure lên, còn nếu mà không thì bạn cứ để bình thường cũng được, không sao cả. Còn cái thanh shadow và highlight này, nghĩa là nếu mà các bạn kéo cái thanh black mà bạn vẫn thấy hình của chúng ta bị tối không đúng chính xác với cái màu tối lắm thì bạn có thể kéo tiếp thanh shadow cái này thì tùy ý mình thôi khi mà bên kéo cái thanh shadow này ha bạn sẽ thấy là cái vùng tối của cái compa này nó tối hơn highlight ha kéo lên để cho nó tăng sáng những cái vùng highlight đó lên rồi với cái này thì thấy cỡ như thế này là nó ok rồi này, nó trong rồi. Nó cũng đủ sáng, đủ tối hết rồi ha. Thì lúc này mình sẽ open image, mở cái này ra trong Photoshop. Thì đây là cái file hình gốc khi mà chúng ta mới mở ra, nó sẽ có một hình như thế này. Và bây giờ để cắt cái hình này ra ha. Đầu tiên thì Uyên sẽ phải tạo một cái vùng chọn cho cái hình này trước. Để tạo vùng chọn cho cái hình này thì bởi vì ở đây nó là một cái hình sắc nét cho nên là Uyên sẽ sử dụng pen tool Uyên vẽ ha. Bạn có thể dùng bất kỳ một cái công cụ tạo vùng trọn nào cũng được. Tuy nhiên thì ở đây Uyên thấy hình nó sắc nét thì Uyên dùng pen tool vẽ cho nó sắc cho nó đẹp thôi. Vì cái chỗ này nó Thao tác cũng không có gì cả, nó hơi lâu cho nên là Uyên sẽ tăng tốc độ của cái video lên cho đỡ mất thời gian của các bạn hơn ha. Sau khi mà có cái vùng chọn như thế này, ở đây thì do Uyên vẫn muốn giữ cái đường path này để làm cái vector mask cho nên là mình sẽ tạo một cái layer mask theo đúng cái vector này luôn chứ mình không có chuyển nó thành vùng chọn ha thì bạn có thể chuyển thành vùng chọn tùy ý thôi tuy nhiên là ở đây do nó đang có một cái đường path và mình muốn lấy cái đường path này để làm mặt nạ làm mask luôn cho nên là mình sẽ giữ phím control và click vào add layer mask này thì bạn sẽ thấy là nó sẽ sử dụng cái đường path này nó làm thành một cái layer mask cho hình nha đây là một cái layer mask và cái layer mask này nó vẫn giữ được những cái đường path. Có vâng nghĩa là khi mà chúng ta muốn cân chỉnh lại bất cứ một cái gì đó trong này, các bạn chỉ việc chọn vào công cụ path selection hoặc là direct selection. Chúng ta click chọn vào những cái điểm neo này và chúng ta cân chỉnh lại bình thường. Nghĩa là nó vẫn giữ được cái đường path cho chúng ta, nó không có thay đổi. Thì lúc này ha, các bạn sẽ thấy là Uyên đã tách được cái hình này ra khỏi nền rồi. Và bây giờ Uyên sẽ tạo một cái background cho các bạn dễ nhìn. Ví dụ hai bên tạo đây là một cái background màu trắng và uyên sẽ tạo tiếp thêm một cái background nữa ha có 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 hình cho các bạn so sánh Đây ha, ví dụ như lấy cái mặt bàn này. Đây là một cái background thứ hai ha, nó có cái mặt bàn cho chúng ta. Thì các bạn thấy là khi mà nhìn trên hình á, với cái mặt bàn này hoặc là với cái background trắng này thì các bạn sẽ thấy là cái hình này nó bị bị đục. Nó bị đục là bởi vì do nó có một cái trong suốt nhưng mà khi mà chúng ta cắt á, chúng ta không có chọn được cái trong suốt đó. Và nó vẫn đang chọn lấy cái background màu trắng bên dưới cho nên là các bạn nhìn thấy nó sẽ hơi bị đục như thế này. Rồi bây giờ ha, với cái công việc của chúng ta tiếp theo là chúng ta sẽ phải lọc ra những cái phạm vi bị đục này để hình của chúng ta nó trong hơn. Uyên sẽ click chọn vào trong cái layer thumbnail này, Uyên chọn vào cái hình đó ha. Rồi sẽ vào trong menu select này, chọn color range. Thì với cái color range này ha, các bạn sẽ dùng cái công cụ trích màu này chúng ta click vào một điểm ở trên cái phần phạm vi mà trong suốt của hình á, các bạn click vào thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái vùng chọn như thế này. Và lúc này các bạn có thể cân chỉnh cái thanh Fusionist này để mình tăng giảm cái phạm vi vùng chọn đó tùy ý của chúng ta. Ở đây các bạn sẽ thấy là những cái phạm vi màu trắng này là phạm vi mà nó đang chọn ha, còn cái phạm vi màu đỏ nghĩa là nó không chọn. Thì ở đây là do Uyên chọn cái Selection Review, á, nó là Quick Mask cho nên là nó sẽ có những cái lớp trắng và đỏ như thế này cho các bạn phân biệt thì mặc định có thể là nó là grayscale hoặc là black mask white mask gì đó tùy ở đây cái này tùy vào các bạn chọn thôi tuy nhiên thì uyên khuyên là các bạn nên chọn quick mask để mình có cái lớp overlay màu đỏ này mình so sánh nó được dễ hơn và lúc này ha khi mà chúng ta chọn bạn sẽ thấy là nó có những cái phạm vi đang được chọn như thế này rồi phạm vi mà màu đỏ này bạn có thể dùng cái công cụ mà chích màu có cái dấu cộng này, các bạn click tiếp vào để mình chọn thêm cái phần phạm vi đó cũng được. Bạn sẽ thấy ha nó có phần phạm vi được chọn ở đây này. Nó sẽ trừ cái compa của chúng ta ra ha, chúng ta sẽ có một cái phạm vi trắng như thế. Ở đây các bạn để cái thanh Fujinics có thể là thấp thôi. Sau khi mà có cái vùng tròn ưng rồi ha, các bạn sẽ click ok để chúng ta tải cái vùng chọn của nó ra và các bạn chú ý này ở đây ấy, là mình đang xài một cái vector mask để mình tách cái nền ra thì với cái vùng chọn này các bạn sẽ tạo cho nó một cái group tạo một cái group ha các bạn add layer mask cho cái group này và cái layer không của chúng ta chúng ta sẽ kéo vào trong cái group đó để nó chịu ảnh hưởng của cái layer mask bạn thấy ha khi mà nó chịu ảnh hưởng của layer mask này ở đây do cái mask của mình nó đang bị ngược có nghĩa là bạn sẽ thấy là nó hiện những cái phạm vi của cái khung lên còn cái hình chính thì nó mất rồi ở đây do nó bị ngược thì các bạn có thể click chọn vào trong cái layer mask thumbnail này. Rồi các bạn vào trong menu image. Các bạn chọn uh, adjustment, invert. Phím tắt có thể là ctrl Y ngắn. Bạn click phím tắt cũng được. Thì khi mà chúng ta invert, nghịch đảo lại như thế ha. Chúng ta sẽ có được một cái phạm vi hình như thế này. Thì bạn sẽ thấy là nó có những cái khoảng trống ở giữa. Nó đã được lọc ra rồi. Nó được lọc cái khoảng trống ra rồi. Tuy nhiên là nó vẫn hơi bị sắc nét bạn thấy nó bị sắc nét không có nghĩa là nhìn nó bị uh, lấm tấm như thế này này nó không có được mượt á thì lúc này ha bạn sẽ click phải chuột vào trong cái layer mask thumbnail này và chúng ta chọn select and mask nghĩa là chúng ta cân chỉnh cái mask đó một lần nữa khi mà các bạn click chọn vào select and mask ha thì uh, ở đây uh, do nó đang có overlay nè Vinh chọn on layer ha, để chúng ta nhìn trên layer cho nó dễ Rồi uh, smooth các bạn có thể cân chỉnh nó lên một chút cho nó mềm hơn Bạn zoom lên bạn sẽ thấy ha, khi mình kéo cái smooth này Thì cái phạm vi này, những cái vùng trong điểm ảnh nó sẽ mềm hơn, nó blur nhòe hơn Nó không còn lấm tấm lấm tấm chấm như hồi nãy nữa Rồi cái thanh uh, shift edge cái thanh Shift S này bạn có thể kéo nó qua trái một chút cho nó lấn vào trong hình của mình Ở đây do cái hình này nó hơi nặng và do Uyên đang mở cái phần mềm quay màn hình nữa cho nên là Bạn sẽ thấy là Uyên thao tác nó hơi bị chậm ha, nó tải hình không được nhanh lắm Rồi khi mà đã OK rồi ha Thì các bạn sẽ thấy là Output Tool ở dưới này bạn cũng chọn là Layer Mask bình thường thôi, bạn đừng có thay đổi gì cả rồi khi mà chúng ta ok thì tự động nó sẽ áp cái select and mask đó vào trong cái layer mask này của chúng ta luôn. Ở đây ha, ví dụ như là bên giữ ship bên tắt layer mask đi này. Đó bạn thấy không? Hình của chúng ta nó đục như thế này. Và có cái layer mask này vào thì nó đã trong suốt hơn rồi, nó không còn đục nữa. Tuy nhiên là nó có một vấn đề, bạn thấy một vấn đề ha là những cái vùng chỗ này nè và những cái vùng phạm vi chỗ này nó gần như là nó mất điểm ảnh luôn rồi, nó không còn những cái điểm ảnh nữa cho nên là các bạn nhìn thấy nó giống như là nó bị bị rỗng nó bị rỗng chứ nó không có phải là một cái lớp thủy tinh trong suốt. Thì lúc này ha để thay đổi cái chỗ này, bạn vẫn click chọn vào trong cái layer mask thumbnail nha và các bạn sẽ mở bảng window này, chọn property. Các bạn mở bảng property ra. Và bây giờ với cái property này, các bạn sẽ cân chỉnh cái thanh density. Khi mà chúng ta giảm cái density đi. Bạn sẽ thấy không? Nó hiện ra một cái lớp mờ mờ hồi nãy của chúng ta ha, 100% này, bạn thấy là cái phạm vi này gần như là nó rỗng luôn rồi, nó nhìn thấy background ở bên dưới luôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ chọn cái density này và chúng ta giảm nó đi một chút xíu thì chúng ta sẽ lấy lại được những cái phạm vi đục đục của cái thủy tinh của chúng ta. Bạn cân chỉnh làm sao mà nhìn cái cái Mắt mình nhìn nó thuận á, nó giống như thầy Yệt đó là, là được, ok ha, vào cái mức đó Zoom lên bạn sẽ thấy nè Trước và sau ha Để cho này Uyên giải thích một chút xíu cho các bạn dễ hình dung Đó là khi mà chúng ta app một cái layer mask lên cho hình Lên cho hình nha, trực tiếp trên hình Thì khi mà chúng ta cân chỉnh, Uyên lấy ví dụ như là cái layer mask của cái vector này ha Nếu mà bây giờ Uyên dùng cái properties Uyên chỉnh cái density của property này Khi mà Uyên giảm đi thì bạn sẽ thấy là Nó không những là giảm hình Mà nó giảm luôn cả cái background nữa Background xung quanh này Khi mà các bạn càng giảm Nó sẽ càng hiện background của chúng ta lên Bạn thấy không? Cho nên là chúng ta phải tách nó ra Có nghĩa là một cái layer mask này Nó chỉ để tách nền thôi Để tách cái hình nó ra khỏi nền Nó không có hiện cái background ra Và cái layer mask thứ hai này Mới giúp cho chúng ta lấy lại những cái Phạm vi bị rỗng ở trên hình những cái phạm vi nào mà chúng ta cần làm mờ thì khi mà chúng ta chỉnh cái density của cái layer mask này nó không ảnh hưởng đến cái density của layer mask bên dưới. Thì ở đây là do chúng ta đã có một cái group và chúng ta áp thẳng lên cái group đó thì nó sẽ lấy lại được những cái phạm vi rỗng này ha và nhìn nó thật hơn. Thì ở đây tuy nhiên là chúng ta có thể thấy phần phạm vi góc cạnh bên phải này nè. Nó vẫn hơi đục, bạn thấy nó vẫn hơi đục thì lúc này bạn vẫn có thể click chọn vào cái layer thumbnail này ha và chúng ta select color range một lần nữa. Với cái color range lần này thì các bạn sẽ click vào trong cái phạm vi mà bị đục ở trên hình này. Cộng nó vô ha, bạn sẽ cộng những cái phạm vi nào mà chúng ta thấy là nó bị đục á. Đó. đó, ví dụ như cái chỗ bị đục như thế này. Các bạn lấy những cái phạm vi này nha. Rồi, ok nè. Có cái vùng chọn cho nó rồi. Thì với cái group này, các bạn sẽ tạo cho nó thêm một cái group nữa. Nhấn Ctrl G ha, tạo thêm một cái group nữa này, cái group 2 này. Và bây giờ mình sẽ add layer mask cho cái group 2 này. Cái này nó cũng bị ngược y như hồi nãy ha. Thì bạn chọn vào cái layer mask thumbnail, chúng ta sẽ nghịch đảo nó lại. Image adjustment invert, phím tắt là Ctrl Y ngắn chúng ta nghịch đảo lại chúng ta có một cái group thứ hai và nó chứa cái layer mask thứ hai thì bạn sẽ thấy à, nó cũng sẽ giống y chang như hồi nãy luôn chúng ta cũng có những cái phạm vi bị đục như thế này và các bạn cũng click phải chuột chọn select and mask chúng ta cho nó mượt thêm một chút xíu Shift S cũng kéo qua bên trái một chút luôn. Rồi, ok. Lúc này thì chúng ta đã có được một cái group thứ hai và nó cũng có một cái layer mask thứ hai. Và với cái layer mask này các bạn cũng lặp lại giống y chang như hồi nãy luôn, cũng vào window properties và chúng ta cân chỉnh cái density này. Bạn thấy khi mà bên kéo cái density này, những phạm vi bị rỗng nó sẽ được lấy lại nhìn cho nó thật hơn. Rồi ok ha. Thì bạn sẽ thấy là mình đã có được một cái lớp như thế này rồi. Tuy nhiên là ở đây á, bạn sẽ thấy là về trong bảng layer ha, chúng ta sẽ có này cái hình của chúng ta đây. Đặt tên là cái hình của mình ha. Rồi cái hình của mình là một cái layer chính này và cái group 1 này là một cái mask thứ nhất. Rồi tới cái group thứ hai này ha, là một cái mask thứ hai và các bạn để ý ha, cái cấp của nó này. Cái group 1 nó chứa cái hình bên trong và cái group 2 nó chứa luôn cả cái group 1 ở bên trong. Bạn nhìn thấy ha, nó sẽ có hai cấp như vậy và mỗi cấp nó sẽ là một cái lớp density khác nhau một cái lớp mà trong đục khác nhau và ở đây nếu mà chúng ta muốn làm cái phần phạm vi chỗ này này nó mờ hơn nữa thì bạn có thể là chọn cái layer mask này và chúng ta dùng công cụ brush để opacity thấp thôi các bạn đưa cái mode này về normal ha opacity thấp thôi và các bạn sẽ tô vào trong những cái chỗ này đó bạn để opacity nhẹ nhẹ thôi này mình tô vào đây thì cái, những cái lớp chỗ này nó cũng mờ đi cho chúng ta nha nó không có bị gắt quá rồi ngoài ra nữa thì những cái chỗ này mà các bạn muốn cho nó rõ hơn nữa thì mình dùng một cái rớt màu trắng các bạn sẽ tô vào những cái phạm vi chỗ này các bạn tô vào để lấy lại những cái phần nào mà mình muốn cho nó rõ hơn ví dụ như là cái cánh hoa này nó cũng bị mờ rồi bạn có thể tô lại để mình lấy lại cái cánh hoa này và để opacity city thấp thôi thì chúng ta tô nó sẽ được thật hơn, nó không có bị đục quá. Đó ha, thì đến đây chúng ta sẽ có được hai cái group và nó tạo được một cái hình trong suốt nhìn thấy rõ được cả cái thủy tinh và nó vẫn nhìn được cái background bên dưới ha, nó không có bị rỗng quá. Ở đây thì bạn có thể tắt background đi này, mình so sánh bạn so sánh ha, trên một cái nền trắng và trên một cái nền background thì nó khác hoàn toàn luôn. Ở đây ha, ví dụ như là bên giữ ship này, bên tắt cái hình này đi, tắt hai cái layer này đi. Bạn thấy không? Nó đục hơn, nó đục hơn. Còn cái hình của chúng ta sau khi đã add hai cái mask vào thì nó trong hơn ha. Và ở đây nếu mà bạn muốn cân chỉnh thì bạn có thể thêm cho nó một cái adjustment layer là level. Mình cân chỉnh lại ánh sáng một chút xíu cũng được, không sao cả. Với cái level này bạn sẽ kéo lên trên cùng nha, layer trên cùng này. Và chúng ta add cho nó một cái clipping mask, nghĩa là nó clipping mask vào trong cái group của chúng ta luôn. Thì lúc này bạn có thể cân chỉnh cái vùng tối, vùng sáng hơn một chút. Tăng cái contrast của nó lên. Mở trên background này ha, đó bạn sẽ thấy là chúng ta có những cái phạm vi như vậy. Rồi nếu mà các bạn muốn ghép lên background này nhìn nó thật hơn một chút nữa thì bạn có thể add cho nó thêm một cái drop shadow. Bạn click vào trong cái hình layer hình gốc này. Double click vào nó ha, chọn drop shadow và chúng ta kéo cân chỉnh cái bóng này. Size cho nó nhòe hơn nè. Khoảng cách gần lại, opacity thấp thôi. OK ha. Thì lúc này chúng ta sẽ có thêm một cái bóng mờ, mờ một chút ở dưới background của chúng ta nhìn cho nó thật hơn. Đến đây thì các bạn đã hoàn tất một cái sản phẩm đã được tách ra khỏi nền và vẫn giữ được những cái khoảng trống ở trong uh, những cái trong suốt của cái hình đó. Đây là một cái bài mà uyên nghĩ là cũng không khó lắm và cũng không dễ lắm nghĩa là nó nằm ở cái mức bình thường. Bạn vẫn có thể là chưa biết rằng về Photoshop bạn vẫn có thể làm từng bước theo và bạn hiểu được cái, cái bước đó chứ không đến nỗi mà khó quá. Và đây cũng là một trong những bài mà Uyên đã từng sử dụng để dạy ở trong cái khóa học tách nền của Uyên. Thì hiện tại đây Uyên cũng sẽ giới thiệu luôn cho các bạn là Uyên có một cái khóa học online. Và với khóa học online này thì Uyên chỉ làm đúng một cái chuyên đề tách nền thôi. Có nghĩa là Uyên làm rất là nhiều cái video của nhiều cái ví dụ khác nhau cho những cái trường hợp tách nền từ cái nền mà cơ bản một màu thôi cho đến một cái nền phức tạp hơn và những cái hình mà sản phẩm như thế này hoặc là những cái hình mà tóc rối chụp ở rừng cây rồi tóc rối ở trên những cái nền gần giống với màu tóc thì uyên có rất là nhiều video theo từng chuyên đề như vậy và các bạn có thể tham khảo bằng cách là các bạn vào trong training.uyen.vn và các bạn coi khóa học thì ở đây uyên sẽ có một cái khóa học là tách vật thể ra khỏi nền trong Photoshop ở đây ha trong cái phần chương trình học này uyên có list ra cho các bạn đầy đủ tất cả những cái bài học của cái khóa này. Phần 1 là giới thiệu và download tài nguyên khóa học, phần 2 là tất cả những cái công cụ mà chúng ta sẽ dùng để tạo vùng chọn. Rồi phần 3 là làm việc trên background đơn giản, nghĩa là những cái hình mà chúng ta có cái background nó không phức tạp lắm. Và phần 4 là một cái phần cực kỳ nâng cao ha, là làm việc trên một cái background phức tạp thì đây là một cái phần mà nó nâng cao hơn cho các bạn muốn tìm hiểu và học hỏi họ chuyên sâu hơn về cái chuyên đề tách nền này. Thì nếu mà bạn nào quan tâm đến cái vấn đề tách nền và cảm thấy là mình cần cái chuyên đề này cho công việc hàng ngày của các bạn, thì bạn có thể ủng hộ Uyên bằng cách là mua cái khóa học online này. Thì hiện tại ha, Uyên đang bán cái khóa học này giá là 699 ngàn. Đây là giá Uyên niêm yết thì có thể là nó sẽ có những cái đợt khuyến mãi, đợt sale tùy theo lễ Tết và khi nào mà các bạn vô đây mà bạn thấy Uyên có giảm giá giống như cái khóa làm chủ Photoshop này ha. Cái giá gốc 2 triệu này, gạch ngang qua cái rồi ghi giá khuyến mãi. Thì bạn nhìn vào bạn sẽ biết được là đây là cái thời điểm mà Uyên đang khuyến mãi cái khóa học này. Và ngoài ra nữa thì bạn có thể theo dõi trên kênh youtube của Uyên hoặc là bạn theo dõi trên fanpage của Uyên thì nếu mà Uyên có những cái đợt khuyến mãi có thể Uyên sẽ share cho các bạn những cái discount code nghĩa là một cái mã giảm giá để bạn có thể nhập vào trong cái trang web này và bạn mua cái khóa học với lại cái giá rẻ hơn. Uyên hy vọng rằng bạn thích những cái video của Uyên và những khóa học của Uyên. Thì nếu mà bạn cảm thấy cái video này hữu ích, á, bạn vui lòng giúp Uyên chia sẻ đến bạn bè của bạn nhé. Và cũng đừng quên subscribe kênh youtube của Uyên để có thể nhận video mới một cách nhanh nhất. Khi subscribe thì bạn sẽ click luôn vào cái chuông kế bên nút subscribe để bật tính năng nhận thông báo khi có video mới. Có như vậy thì bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một video mới nào cả. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. nếu đã xem nhau như cả cuộc đời yêu bình yên thôi yêu mãi không rời hãy ở bên nhau sánh bước chung đôi cùng đi đến nơi gọi là hạnh phúc